Toàn là hàng hot không nha bác chị ơi. Cái này là cặp độn phòng nhà em nha. Cái này là cặp độn phòng chân tóc nhà em nha. Rất là dễ sử dụng luôn nha. Nó, cái cặp độn phòng này á, nó cực kỳ tiện luôn đó. Mấy chị em nào mà kiểu như tóc ít nè, hoặc là mình muốn tóc cũng tóc bình thường mà tóc nhiều á, mà mình muốn phồng chân tóc lên á, mình muốn phồng cho nó nhiều lên, thì mình chỉ cần mua cái cặp này về nha. Mình bấm phồng cho nó phồng lên, rồi xong mình kẹp vô tóc ở trong mà nó sẽ phồng lên, không cần phải đi ra tiệm để mà bấm tóc cho nó hư, vừa hư tóc vừa tốn tiền mất thời gian của mình nữa. Mà đặc biệt cái bấm tóc á, nó sẽ hư nhiều hơn là mình nhuộm tóc nữa nha. Nhuộm tóc thì về nhà mình dưỡng vài bữa thì nó sẽ bóng mượt là trở lại, còn bấm tóc là nó sẽ bị hư, bị gãy chân tóc luôn. Tóc rất là nhiều nha. Còn cặp này nhà em mình chỉ cần kẹp lên thôi, mình chỉ cần bấm tóc giả thôi, mình không có ảnh hưởng gì tới tóc đẹp của mình hết á. Đi đâu thì mình kẹp lên thôi. Rất là dễ xài luôn phải không? Mình chỉ cần dở tóc thiệt của mình lên một lớp ở trên thôi, rồi mình kẹp tóc giả vô đó. Mình thích á, ai thích phồng nhiều á thì mình bấm hết luôn, mình bấm hết cái phím phồng này luôn. Còn mà ai mà muốn ba phồng vừa phải thôi, ít ít thôi đó, thì mình bấm cái lớp trong, mình bấm lớp trong của nó là lớp ngoài, để lớp ngoài ngoài luôn để cho nó thẳng luôn, tiện lợi vô cùng dễ sử dụng luôn nha. Trời, cặp này hôm nay em sale trên livestream này chỉ có 150 thôi à, quá xá rẻ luôn cho mấy chị giờ đi ra ngoài bấm nha, cũng phải hết 200-300 ngàn mà phải ngồi 2-3 tiếng đồng hồ mới xong nha. Vừa tốn tiền mà vừa hư tóc nữa. Còn cái dòng sản phẩm này lợi luôn đó, rồi mình có thể nè, mình làm phồng chân tóc mình rồi nha, phồng lên rất là nhiều rồi. Trời ơi, phồng gì thôi, phồng nhiều nữa nhìn nhìn cũng kỳ đó. Cho nên ai muốn, tùy sở thích của mọi người, ai mà muốn phồng nhiều hơn á thì mình bấm phồng lên, còn không thích á thì cứ để y vậy, y như trang luôn, xài như vậy đó. Mẫu này á, trên đây trang sale trên đây là còn có 150 thôi. Ai thích á thì comment dùm cho Trang là phím phồng nha, phím phồng cộng màu cộng số điện thoại cái Trang đang xài đây nè. Đó là màu nâu vàng nha, có màu đen nữa, có màu đen nữa nha. Phím này Trang có hai màu, màu vàng với màu đen nha. Ai thích cái này thì comment dùm cho Trang là phím phồng nha, cộng màu cộng với số điện thoại có hai màu là nâu vàng với lại màu đen đó. Ai thích cái này thì comment dùm cho Trang là phím phồng nha. Trời ơi, tôi nghĩ là ai cũng nên có, tóc nhiều cũng cần xài vậy. Bởi vì sao? Tóc nhiều á, tóc của mình nó chỉ rủ xuống vậy thôi, nó không có độ phồng đó. Mình muốn sang hơn á thì mình xài cái phím phồng này vô, rồi không hư tóc, vừa rẻ nữa. Mua trên livestream mình được giá sale, giá rất là rẻ luôn đó. Còn cái này là cái máy nha, cái này là cái máy thưa của nhà Trang, cái này là máy thưa nha, máy thưa tóc thiệt. Máy thưa này hôm nay trên livestream mà Trang bán 150 nha. Cái Trang đang xài là màu nâu vàng đó, chị thấy không, cực kỳ tự nhiên luôn nha. Trời ơi, ai mà kiểu như lâu lâu buồn buồn hít cắt máy á, cắt xong rồi bị giật lên á, bị hư máy á, lấy cái này xài cũng được nè. Hoặc là mình muốn xài máy cao để mình cột lên á, mà lâu lâu mình muốn đổi kiểu hình hình máy ngang á, thì cái này rất là tiện lợi luôn, mấy chị thấy không, rất là đẹp. Trời ơi, vừa vừa đẹp vừa dễ sử dụng luôn. Và cái này á, là máy thiệt nha, tóc cái máy thưa này nè, là máy là tóc thiệt. Mình mua về không thích mình có thể nhuộm lại nha, bữa nào chán đời thì mình xài là màu đen cũng được, mình cầm nó ra mình nhuộm luôn đó. Ai thích cái kiểu màu quấn quấn râu râu giống như Trang này đó, xoăn 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 á, thì mình uống xoăn nó lên nha. Còn mà ai muốn uống cúp thì mình uống chịu nhiệt thoải mái dưới 200 độ C, muốn làm kiểu nào cũng được, xài như tóc thiệt của mình luôn. Trời ơi, rất là rẻ luôn, hôm nay chỉ có 150 cái máy thôi à, quá rẻ luôn nha. Trời ơi, như tóc thiệt luôn á, không ai biết mình xài tóc giả luôn á đó. Cái Trang đang xài bây giờ là một cái máy thưa nha, một cái máy thưa với lại một cái phím phồng đó, không ai biết luôn, phải chạch ra mới thấy được thôi. Nó là kiếm phím phồng nơi Trang sale là 100, người ta phím phồng là 150 nha. Ai thích thì phím phồng á thì comment dùm Trang là phím phồng cộng màu cộng với số điện thoại. Còn này là máy thưa nha, máy thưa cái Trang đang xài đây là màu nâu vàng, còn có sô cô la với lại màu đen, nâu đen nữa. Thì ai thích màu nào á, tóc của ai màu gì thì hãy comment dùm Trang màu đó. Đó, tóc chị nào mà màu vàng vàng giống như Trang này nè đó, thì mình comment màu nâu vàng dùm cho Trang. Trời ơi, rất là dễ luôn và rẻ nữa. Ai thích mẫu này thì comment giùm cho Trang là máy thưa nha, máy thưa cộng màu cộng với số điện thoại, máy thưa cộng màu cộng với số điện thoại nha. Cửa hàng của nhà Trang là ở 23 Bạch Đằng, phường Phú Cường, quận 1, Bình Dương, ngay chỗ cổng phố đi bộ, chạy hẳn lên xíu. Ai muốn mà thử hàng trực tiếp á thì comment ấy, thì chạy tính shop thử luôn nha. Trời ơi, phím phòng này, ngoài ra nha, trời ơi quên, cái phím phòng này á, ngoài đó ra làm phồng chân tóc ra, mình có thể làm phồng mái được luôn nha, rất là tiện luôn. Mua một được hai á,
mình làm phòng máy luôn. Đây để chỉ cho dễ xài lắm. Nếu mà ai thích nhiều á thì mình kẹp hai cái, còn mà ai thích là cho nó vừa vừa xương xương thôi á thì mình kẹp một cái thôi nha. Giờ Trang sẽ chỉ cho các bạn làm phím phòng máy kẹp lên vậy nè, đó mình trải ra cho nó đều, đẩy lên thôi. À, có 150 mà được hai kiểu luôn á, chứ giờ mình mua cái phím phòng, mấy cái phím phòng mà mốt mốt á thì phải 70-80 ngàn một cái rồi, mà giờ xài không có được, đảm bảo luôn xài không có được. Còn cái này nó dễ xài lắm, trời ơi, chỉ cần kẹp cái kẹp lên là thôi là xài thôi à, có 150 thôi mình vừa hả xài được phòng chân tóc mà có thể vừa làm phòng máy được luôn nha, trời ơi, vừa rẻ mà vừa tiện nữa, dễ xài luôn mà không bị hư. Điều quan trọng là không có xài tóc giả, nó không có ảnh hưởng gì tới tóc thiệt của mình hết á. Phím phòng là trong bé một cặp có 150 trên livestream này thôi nha. Phím phòng này nhà Trang có hai màu, cái Trang đang xài là màu nâu vàng nha, với lại màu đen nữa. Ai tóc ai màu gì á thì xài màu nâu vàng nha. Xài màu đó, còn như tóc Trang là vàng vàng á, hoặc là tóc nâu nâu mình xài vàng cũng được, cũng không sao hết á. Bình thường. Tại vì nó nằm cái phím phòng này nó chỉ nằm ở bên trong thôi chứ không có nằm ở ngoài, không có bị lộ cái tóc giả ra, mình cũng không cần sợ bị lộ. Nó muốn phòng nhiều thì đẩy nhiều lên xíu, ai muốn phòng nhiều thì đẩy lên nhiều đó, đẩy lên, trời ơi, dễ dễ sử dụng lắm luôn, mua một được hai nha. Kẹp phòng này hôm nay Trang xem trên livestream chỉ có 150 thôi nha. 150 vừa phải kẹp hai bên, vừa làm độn phòng máy được luôn. Độn phòng máy ai thích phòng nhiều thì mình chồng lên hai cái, mình kẹp lên hai cái luôn. Đó, cái này đang chưa có bấm. Đó, nguyên thủy nguyên sơ của nó là sẽ hàng là chưa có bấm nha. Đó, ai về muốn thích bấm phòng nhiều ít gì thì mình cứ bấm theo cái độ dày mà mình mong muốn. Đó, rất là dễ sử dụng. Còn đây là máy thưa của Trang nha. Máy thưa hôm nay Trang bán trên livestream chỉ có 150 thôi nè. 150 một cái máy thưa. Dễ thương lắm nha, hết tuổi vô cùng luôn. Đó mấy chị nào nè, chán cao nè, chán 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 cao chán lõm ở bên trong như Trang nè, là mình xài cái máy thưa thì nó che được khuyết điểm cho mình luôn nha, vừa che khuyết điểm vừa hết tuổi luôn. Trời ơi, dễ thương lắm. Chút nữa Trang cọt tóc lên nha, cọt tóc lên cái mình kẹp cái máy lên thấy cái mặt mình nó gọn lại nữa, không ai biết xài tóc giả luôn á. Vừa xinh mà không ai biết mà mình xài tóc giả luôn, tưởng là tóc thiệt không á. Mình không có cần phải cắt máy đâu, tại vì mỗi lần cắt máy xong á dưỡng lại rất là lâu luôn, muốn dưỡng từ đây tới đây là phải 3-4 tháng, một nửa năm luôn á. 150 nha, 150 một cái máy nha. Rồi giờ Trang sẽ lên cái búi cao cho mọi người coi. Búi cao cũng là một cái dòng siêu phẩm bán rất là nhiều luôn, tại vì nó tiện lắm, nó tiện dễ dễ sử dụng nè, dễ sử dụng mà kiểu như mình đi học đi làm đi đi đâu cũng được hết á, gọn nữa, nhìn sang chảnh lắm. Người trẻ người lớn tuổi ai xài cũng được hết luôn. Cột tóc lại nha, mình cột tóc thì của mình lại xong mình búi, càng chắc thì cái búi nó cũng sẽ rất là chắc nha. Nếu mình cột tóc ở trong nó bị lỏng á là cái búi mình cũng sẽ bị lỏng luôn, cho nên cứ cột tóc tóc ở trong nha, cột cũng khung xong rồi búi búi ở ngoài một cũng hung nữa, như vậy thì nó rất là chắc luôn. Chị không có bới tóc cho nên búi không bao giờ nhìn nó đẹp hết, lúc nào cũng phải xỉ ra vậy, không bao giờ được đẹp như người ta hết á, cho nên lúc nào đi đâu cũng xài búi hết á, nhất là mấy cái bữa mà tóc dơ á, tóc dơ mà chưa kịp gội đầu mà bạn bè rủ đi uống trà sữa hoặc là đi làm gì đó, phải đi cấp tóc, phải đi nhanh, nó không có kịp phải gội đầu đó, mà xài cái này bao tiện luôn, không có ai biết tóc mình dơ hết luôn á, trời ơi tiện lắm mấy má ơi. Đời người phải nên có
dài kiểu tóc giả này, búi nè, đuôi nè, cái đuôi xõa nè, kẹp u nè, cái ngoạm nè, trời phải có vài kiểu để thủ, để những trường hợp mà mình không có kịp gọi đầu á là xài đi là nhức nách luôn đó. Mình trùm nó vô nha, dễ xài lắm. Cái chân đang xài đây là màu nâu đen, mình đã quên lấy cái màu nâu vàng cho nó đẹp. Búi này hôm nay sẽ trên livestream này chỉ có 130 thôi nha. Cái chân đang xài là màu nâu đen đó, sang không? Cái chân đang xài là màu nâu đen nha, còn có màu đen nè, màu nâu vàng với nâu sô cô la nữa. Tóc ai màu gì thì comment giùm cho màu đó. Mình kéo kéo ra vậy nè, mình kéo ra vậy nè, xinh lắm, kiểu lả lơi Hàn Quốc Hàn ơ đồ á đó, xinh lắm nha. Trời ơi, cái búi này hôm nay trên xe trên livestream có 130.000 thôi á, 130.000 cái búi. Cái này màu nâu đen nha, còn có màu đen, màu nâu sô cô la chứ nâu vàng nữa nè. Nè, có cái mặt của trang này rất là bự nha. Mặt tròn, mặt là mặt trang là mặt tròn, cho nên xài cái máy này vô nhìn mặt nó thon lắm đó. Chỉ cần ướm lên thôi là thấy cái mặt nó nhỏ là rồi, nhìn trẻ trung ra nữa, trời ơi hết tuổi vô cùng luôn á. Cái máy này có 150 nha, tại vì biết sao không? Máy này trang bán rất là chạy, nhiều chị vô chị thử là lấy luôn, rất là đẹp, nên trang quảng cáo hơi nhiều xíu, trang giới thiệu nhiều xíu cho mấy chị biết tới cái máy này nè. Nhiều khi có nhiều người không biết, đi xài đi ngoài đường không ai biết hết á, chỉ khi mình nói thì người ta nói ờ mình chỉ họ hỏi là ủa em mới có tóc máy hả, cái nói ờ không em xài máy giả đó, nói ra lấy ra luôn mấy chị mới tin đó, rất là dễ sử dụng nha. Trời ơi, máy này là máy thu tóc thiệt, tóc ai mà đang xài màu vàng nè nhưng mà sau này thích màu đen á, mình giờ mình nhuộm lên màu đen nha đó. Còn rau rã chân uống xíu á, cái này rau là Trang uống á, còn ai mà uống cúp vô cũng được, uống cúp thì uống cúp nhiều hơn, nãy Trang cũng làm cúp nè, mà làm cúp sơ sơ cho không có cúp nhiều, ai thích cúp nhiều thì mình uống cúp vô nha. Rồi máy này nhà Trang có 4 màu nha, cái Trang đang xài nâu vàng, nâu sô cô la với lại màu đen, nâu đen nữa, trời ơi dễ xài xinh cực kỳ luôn nha, nhìn thon cái mặt lại luôn á, nhìn nè, cái mặt tròn do à, cái mặt tròn do kéo cái kẹp cái máy này lên nhìn mặt mình thon hơn nhiều luôn á. Đó, máy này hôm nay nhà Trang sẽ trên đây là 150 nha. Được nhận hàng kiểm tra hàng trước khi thanh toán luôn. Được nhận hàng kiểm tra hàng trước khi thanh toán luôn. Hàng nhà Trang á là bao chất lượng luôn. Các bạn vô cái bay của nhà Trang á toàn là hình thật không? Toàn là hình thật shop Trang tự quay tự làm tại shop không á. Cho nên á đảm bảo với các bạn là khi nhận hàng, hàng trên livestream như thế nào là các bạn nhận hàng được y như vậy luôn, cam kết với mấy bạn luôn. Đó, nhận hàng kiểm tra hàng rồi mới thanh toán luôn, tại vì đảm bảo với các bạn luôn là hàng đẹp y như hình luôn, siêu đẹp luôn á, trời không mua đừng tiếc. Lên cái búi rối luôn rồi, còn đây là cái búi rối nha, cái búi rối của nhà Trang nè, dày lắm nha, dày mà nhìn nó vô nó cái xoăn của nó đó, nó vô nếp đẹp gọn như mấy bạn mua mấy chục ngàn đâu, dễ xài lắm, ai thích bự thì mình xài vậy đó, gắn cái máy vào nhỏ cho trẻ chung. Trời ơi cô dâu luôn á, trời ơi như cô dâu luôn mấy bạn ơi, dễ thương lắm, gắn thêm cái này vô nữa, trời ơi như cô dâu luôn á. Trời ơi xinh lắm nha, cái búi rối này combo búi rối với cái máy này, trời ơi lên là đi tiệc cái đám cưới hoặc là bữa nào mà nó xin tiệc chính chủ của mình luôn á, không cần ra tiệm luôn, mình chỉ cần xài cái búi rối này với cái máy thu hút thêm cái kẹp này nữa, trời ơi bao trẻ trung luôn. Trời ơi đồ giả không đó, đồ đẹp không nha. Cái búi rối này trên xe trên livestream hôm nay là chỉ có còn có 130 thôi nha, 130 cái búi rối này có 4 màu. Trang đang xài đây là nâu vàng nha, nâu vàng, màu đen, nâu đen với nâu sô cô la đó. Ai tóc ai mình màu gì á thì mình comment giùm Trang màu đó là búi rối cộng màu cộng với số điện thoại là Trang lên đơn nha, nhớ là phải ít nhất là phải có số điện thoại dành cho Trang nha. Trời ơi xinh lắm nè, không muốn tháo ra luôn á. Búi này người trẻ như mình xài mấy mọi người cũng thấy rồi đó, nhìn rất là đẹp, rất là trẻ trung luôn nha. Còn người lớn tuổi mà cỡ tầm
50 tuổi trở lên á, mà kiểu như làm kiểu sang sang chút á, mấy cô hay xài á, là mình cột ở dưới đây nè, mình cột dưới đây cũng cột trên cao cũng được, xài mà tối tối hơn xíu cũng rất là hợp luôn nha, chứ không phải người trẻ xài mới được đâu, người lớn xài cũng rất là được luôn. Người trẻ xài lên thì rất là dễ thương, còn người lớn xài thì cực kỳ sang luôn, Trang đảm bảo luôn. Khách nhà Trang vô trong tường nhà Trang cũng có nhiều feedback của khách lắm luôn á, ai thích á thì đặt hàng nha, Trang chỉ sale trên livestream thôi. Chị nào mà chị yêu nào mà thích á thì đặt hàng nhanh chóng, đặt hàng trên livestream luôn thì sẽ được hưởng giá sale nha. Rồi giờ chị sẽ lên ngoạm nha, lên ngoạm cho mấy chị coi. Bảy đen còn hàng á. Ngoạm á, trời ơi, dễ nhất là ngoạm luôn. Ngoạm dễ dễ xài nhất luôn á, ai xài cũng được hết luôn nha. Giờ chân lên một cái ngoạm ngoạm ngắn trước nha. Một cái ngoạm ngắn. Ngoạm ngắn á, giờ trên có mã là N52 có full màu luôn, ba màu, cái trên đang cầm trên đây là màu nâu 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 vàng nha, còn có tối hơn xíu là nâu sô cô la với lại màu đen nữa. Thì tóc chị mình màu, cái tóc của chị mà màu gì á thì xài màu đó, ví dụ như vàng như Trang á thì mình xài màu nâu vàng nè, còn chị nào mà tóc mà xài mà nhuộm mà màu nâu nâu một xíu, hoặc là tóc mà nhuộm vàng giống như Trang mà bị ra chân đen á, thì Trang nghĩ là nên xài nên 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 chọn là màu nâu sô cô la sẽ hợp hơn nha. Còn tóc màu đen thì khỏi nói, màu đen thì dễ xài lắm đó nè, nó có cái kẹp cua ở trong á, mình chỉ cần cột tóc thiệt của mình lên rồi mình ngoạm cái ngoạm mình lên thôi, đẹp không, rất là đẹp luôn nha. Cái ngoạm này hôm nay nhà Trang sale chỉ có 150 thôi nha, ngoạm này 150 một cái ngoạm, có đủ ba màu luôn. Trang xài là màu nâu vàng, nâu sô cô la với lại màu đen nữa. Còn chị yêu nào thích thử hàng trực tiếp tại shop thì hãy đến là 23 Bạch Đằng, phố Cường, của nhà Mộc Bình Dương, ngay cổng phố đi bộ chị hẳn lên xíu. Còn cái chị nào đặt hàng online á, em đảm bảo với chị luôn nha, hàng như thế nào, hình như thế nào thì nhận hàng y như vậy luôn, được nhận hàng tại nhà, kiểm tra hàng trước khi thanh toán luôn nha, được kiểm tra hàng trước khi thanh toán luôn. Trang bảo đảm cho các chị luôn là hàng trên livestream như thế nào sẽ nhận hàng được y như vậy luôn nha, rất là xinh luôn. Kẹp thêm cái máy nữa là một cái combo nữa, trời ơi tôi nói vô cùng trẻ trung luôn. Trời ơi, nên sắm cho mình một cái combo như thế này nha. Tóc chị nào nè, ít nè. Tóc ít nè, tóc ít như tụi em nè. Tóc ít, tóc ngắn này mình có thể thay thế đổi kiểu mình bằng một cái ngoạm này rất là dễ dàng. Trong vòng chưa tới 1 phút luôn là mình đã có một cái kiểu tóc mới rồi. Trời ơi, tiện vô cùng luôn á. Em nghĩ là mình phải nên có hai kiểu, kiểu này là kiểu xoăn nè, hoặc là kiểu thẳng với lại một kiểu xoăn dài hơn một xíu nữa. Rất là tiện, cái kiểu này dành cho mấy chị em là làm văn phòng nè, đi học mà, và đến những cái chỗ nào mà kiểu như hơi nguyên tắc xíu á thì mình xài kiểu này vô vô cùng tiện luôn, không có bị lố mà nó đẹp nữa. Quan trọng là phải đẹp, phải sang, không lố nhưng mà phải đẹp phải sang đó. Thấy lên lên là thấy sang, nhìn người mình nó khác khác hẳn luôn, lắc qua lắc lại cũng cảm thấy tự tin nữa. Trời ơi vô cùng sang chảnh luôn nha. Mẫu này nhà Trang có mã là N52, ai thích mẫu này thì comment giùm cho Trang là N52 nha. N52 cộng màu cộng với số điện thoại là Trang sẽ lên đơn cho các chị luôn nha. Nhận hàng kiểm tra hàng rồi mới thanh toán luôn, nhận hàng tại nhà kiểm tra hàng rồi mới thanh toán luôn. Trang bao hàng luôn mà. Đó, mẫu này nhà Trang có mã là N52 nha. Ai yêu thích mẫu này thì comment giùm cho em là N52 cộng màu cộng với số điện thoại là nhà em sẽ lên đơn cho mình nha. Ai đi làm thì vẫn nên có nha, đi làm đi học đi chơi, nói chung là ngoạm này nó phù hợp với tất cả các hoàn cảnh luôn, xài không có bị lố mà đặc biệt là rất là sang chảnh luôn đó, đẹp. Quan trọng là điều đầu tiên là phải là đẹp trước hả. Rồi ngoạm này á, chân lên một cái ngoạm khác dành cho chị em mà nha, thích dài hơn một xíu. Thì ngoạm này nó có mã là N47, ngoạm hồi lúc nãy là cỡ 35 cm, còn ngoạm này là cỡ 40 nha, 40 cm xoăn dài vô cùng sang luôn, sang lắm nha. Ngoạm này mấy mình xài cũng được nè, mấy cô lớn tuổi nếu mà ai có mua giùm cho mẹ hoặc là bà của mình á,
tầm 50 trở lên nó xài cái này cũng sang lắm. Tại vì thường những cô đó bị tóc hay bị rụng á, mình xài rụng tóc ít nè, tóc ít tóc hưa là xài cái này lên cực kỳ sang luôn. Tại vì cái này trang bán cho người lớn tuổi á, rất là nhiều luôn, tại shop người ta mua lần hai ba cái luôn, hai ba mẫu để đổi kiểu á. Với lại người lớn tuổi á, người ta thích cái gì mà nó dễ xài xíu đó. Còn người trẻ mình xài nè, rất là trẻ trung luôn, năng động lắm nha, xài đảm bảo luôn không bao giờ bị rơi rớt. Một cái kẹp như thế này không bao giờ mà có thể rớt được, giật ra cũng không rớt luôn nha, vô cùng tự nhiên luôn. Trời, hồi buổi này mà bây giờ mình ra tiệm nha, vừa nhuộm tóc mà vừa uống tóc, vừa nhuộm tóc vừa uống tóc luôn, là ít nhất phải mất 500 ngàn. Đó là tiệm bình dân ở trong trong thôn trong làng đồ á, là phải 500 ngàn mà chưa chắc được tóc nhiều như thế này nha. Trời, tóc phải nhiều, phải phồng lên vậy thì nhìn nó mới sang đó, chị có thấy không? Trời ơi, cái mẫu ngoạm này bán rất là chạy, tại vì nó lưng lửng, nó không có ngắn quá nè, nó cũng không có dài quá, ai xài cũng được hết. Với chị nào cao xíu cũng được nè, lùn xíu cũng không sao, mình mang vô không có sợ nó bị lùn. Trời ơi, xinh lắm nha. Mẫu này là N47, ai thích mẫu này thì comment dùm cho Trang là N47 cộng M cộng số điện thoại nha. Mẫu này ở nhà Trang sale hôm nay là 150 trên livestream này. Các chị em nào thích cái mẫu này thì hãy nhanh tay đặt hàng cho em là N47 cộng màu cùng với số điện thoại là nhà em sẽ lên đơn cho mình nha. Còn các chị yêu nào muốn thử hàng trực tiếp thì hãy đến 23 đường Bạch Đằng, phường Phú Cường, quận 1, Bình Dương. Đó, được. Còn các chị mua online á, được nhận hàng tại nhà, kiểm tra hàng. Hàng đảm bảo ok chất lượng luôn. Tóc dày nhiều nè, mấy chị thấy không? Để gần cho coi. Tóc y như là tóc hiệp của mình luôn nha, không hề bị bóng như tóc ni lông ngày xưa của mình đâu đó. Tóc nhà em được làm bằng sợi tơ nhân tạo cao cấp, nhìn chị nè, đó thấy không, còn tóc y như là tóc thiệt của mình luôn. Tóc thiệt của mình sao là tóc giả này y vậy luôn, gọi chải bình thường như là tóc giả luôn nha. Gọi chải bình thường như là tóc thiệt của mình luôn, chứ quên gọi đó, gọi chải nè, mình chải bình thường luôn nha. Tóc thiệt mình xài sao thì tóc giả em xài y vậy luôn đó, gọi chải bình thường như tóc thiệt của mình. Tóc này á, nhà em á, là bằng sợi tơ nhân tạo cao cấp nên có thể chịu nhiệt được dưới 200 độ luôn. Đó là hôm nay tóc thẳng nữa, tóc xoăn đúng không? Ngày mai mình không thích mình có thể lấy máy mình duỗi ra cho nó thẳng cũng được nè, mình bấm vòng chân tóc cũng được luôn nha. Rồi mình không thích mình có thể uốn lại luôn. Đó, mình muốn xoăn hơn thì mình có thể uốn tạo kiểu như là tóc thiệt của mình luôn. Tóc thiệt mình xài như thế nào thì tóc giả nhà em xài như vậy luôn. Mã này nhà em có, mẫu này nhà em có mã N47 nha. N47 dài 40 cm, có 3 màu luôn. Cái em đã sử dụng là nâu vàng, còn có đen với lại sô cô la nữa, có đen với nâu sô cô la nữa nha. Thì tóc chị yêu nào màu gì á thì comment dùm cho em màu đó là N47 cộng màu cùng với số điện thoại thì em sẽ lên đơn nha. Đó, rất là dễ xài nha, chỉ cần cột tóc thiệt của mình lại rồi ngoạm cái ngoạm bên ngoài nữa là xong. Rồi, mẫu này rất là hot luôn. Mẫu này nhà em có mã là N43. N43 mấy chị thấy không, chắc tóc nè, đó mượt mà luôn nha, đụng vô nghe mát rượi luôn. Trời ơi, chắc tóc mượt mà y chang tóc thiệt của mình luôn đó, nhưng mà không hề bị bóng nha, đó nó chỉ mượt như vậy luôn á, rất là đã luôn. Rồi, chắc tóc rất là mát luôn. Cái mẫu này bán rất là chạy luôn, dành cho các chị em mà kiểu như sang chảnh xíu đi mặc một cái đầm ôm body hoặc là váy xòe cũng được, cũng rất là hợp luôn, nhìn cực kỳ sang luôn nha. Đó, trời ơi, dễ thương lắm nha. Mẫu này nhà Trang có 3 màu, các Trang đang xài đây là màu nâu vàng nha. Các Trang đang xài đây là màu nâu vàng, còn có màu sô cô la với lại màu đen nữa. Các chị yêu nào tóc mình màu gì thì comment giùm cho em màu đó nha. Tóc mình màu gì thì hãy comment giùm cho em màu đó. Các em đang sử dụng là nâu vàng nè. Tóc chị nào mà ra chân đen á, ra chân đen hoặc là mình tóc nhuộm màu nâu nâu xíu thì mình nên chọn nâu sô cô la. Còn là tóc đen thì mình chọn giùm cho em màu đen nha. N43 cộng màu cộng với số điện thoại thì nhà em sẽ lên đơn nha. N43. Mẫu này nhà em có mã là N43 nha. Được nhận hàng, kiểm tra hàng trước khi thanh toán luôn. Mấy chị thấy khác hoàn toàn không? Đây nè, em sẽ cho ra một cái so sánh, đó là tóc của em đây chỉ có cỡ tầm 25 cm cột lên thôi nha, chỉ có một nhánh tóc này thôi. Rồi bây giờ mình kẹp cái ngoại mình lên thử coi như thế nào nè.
Trời ơi, nhìn thấy khác liền. Nhìn người mình cảm thấy nó tự tin hơn hẳn luôn. Tóc phồng nè, rất là nhiều và bóng mượt luôn, nhìn sang chảnh thật sự luôn. Cái bộ tóc nó quyết định rất là nhiều trên cái gương mặt của mình luôn nha. Gắn thêm cái máy lên nữa, trời ơi xinh lắm. À, còn cái này mình không thích, không không thích xài máy cũng được, cái này mình xài xài cài đi. Cái này mình xài cài lên đi đó. Ngoài ra nha, chị nào muốn sang hơn nữa nhìn phải xài thêm cái dây bính này nữa. Dây bính này nhà Trang có bán luôn nha, hôm nay Trang xe trên đây còn 75.000, bình thường là 101 á nha. Cái dây bính này bình thường là 101, nay Trang xe trên đây là còn 75.000. Trời ơi sang chưa kìa. Chị thấy không, lên rất là đẹp luôn nha, vô cùng sang chảnh luôn, trời ơi rất là sang luôn. Chỉ có 150.000 một cái quạm này thôi nha, 150.000 cho một cái quạm các em đang xài để làm màu nâu vàng. Ngoài ra còn có nâu sô cô la là màu đen nữa. Thì chị yêu mình tóc thật màu gì thì comment dùm cho em là N43 nha, N43 cộng màu cộng với số điện thoại thì em sẽ lên đơn cho mình nè. Trời ơi rất là rẻ luôn nè, cái dây bính này nữa nè, lên nó mất cái mối luôn, trời ơi sang lắm. Đó, ai thích mẫu này thì comment dùm cho em là N43 cộng màu cộng với số điện thoại thì nhà em sẽ lên đơn cho mình nha. N43. Mẫu này nhà em có mã là N43 nha. Trời ơi xinh quá trời xinh. 150 cho một kiểu tóc vô cùng đẹp luôn, không thể nào mà có thể rẻ hơn nữa. Em bao giá cho mấy chị luôn nha, không thể nào có giá rẻ hơn được nữa. Với một cái ngoạm sang chảnh như thế này với một cái chất liệu cao cấp, mình có thể chịu có thể bấm dụi uống nhuộm gì tạo kiểu như là tóc thiệt của mình luôn, quá xuất sắc luôn, siêu đẹp luôn nha mấy chị ơi. Rồi giờ em lên mẫu tiếp theo là cái mẫu mẫu ngoạm xù nha. Ngoạm xù này rất là phù hợp cho các chị có tính cách bánh bèo dễ dễ thương xíu nha. Đó, cái Trang đang cầm trên đây là màu nâu sô cô la. Thì cái ngoạm nhà Trang thì mẫu nào cũng có đủ 3 màu hết nha. Màu nâu sô cô la, nâu vàng với lại màu đen. 3 màu cơ bản cho tóc của các chị em mình luôn. Mẫu này hôm nay nhà em sale trên livestream này chỉ có giá là 150.000 cho một cái ngoạm này thôi nha, 150.000 cho một cái ngoạm xù. Siêu hết tóc luôn. Quá xá đẹp luôn nha mấy chị ơi, trời ơi xinh lắm. Dễ thương lắm nha, cute nữa. Trời ơi, bao nhiêu cái đẹp nó dồn hết cho cái ngoạm này luôn á. Tóc ít tóc thưa, muốn mà được đẹp hơn sang hơn thì nên sử dụng là những cái loại ngoạm này, ít nhất mình phải có được hai mẫu. Ví dụ như hôm nay mình đi mặc một cái bộ đồ ôm body thì mình nên xài một cái ngoạm xoăn dài hoặc là một cái ngoạm thẳng lên. Còn kiểu như bữa nào mình bặn đồ bánh bèo xíu dễ dễ thương, đầm xè dễ thương thì nên xài một cái ngoạm xù như thế này nè, lên cute lắm nha. Thêm một cái nơ lên chỗ này nữa rất là đẹp luôn, hoặc là xài những cái cài như em thì cũng được nha. Trời ơi siêu rẻ luôn, siêu rẻ, ai mà nhanh tay đặt hàng trong cái livestream ngày hôm nay á, em sale còn có 150 một cái thôi nha. Bình thường mua không có giá này luôn, mà không phải là hàng hàng dở, như là hàng nhà Trang là hàng cao cấp. Hàng cao cấp, các chị có thể vào trang cá nhân của em để xem những cái clip test tóc của nhà em, vô cùng chất lượng luôn nha. 150 cho một cái ngoạm siêu hết tuổi luôn, một cái ngoạm siêu đẹp. Còn đây là cái máy nha, ai thích xài máy nữa thì comment dùm cho em là máy thưa cộng màu cộng với số điện thoại thì em sẽ lên đơn nha. Máy thưa này nhà em hôm nay sale là 150, 150 ngoạm cũng 150 luôn nha. Tại vì máy thưa nó được đan bằng tay, nó đan từng sợi bằng tay.
và nó được làm với chất liệu là tóc thiệt luôn nha, tóc thiệt 100%, mình có thể nhuộm tóc được luôn. Trời ơi, trẻ lắm. Y cái xài y cái combo này là nhìn mình y như là mới 18 tuổi luôn nha. Em gái 18 tuổi. Trời ơi, chỉ có 150 ngàn cho một cái máy thưa thôi, với lại một cái ngoạm 150 ngàn mà có thể làm cho mình trẻ được mấy tuổi thì còn tiếc tiền gì nữa, đúng không ạ? Quá xá rẻ luôn, không có đâu ra luôn nha. Em chỉ xem trên livestream này thôi, 150 ngàn một cái, 150 ngàn một cái ngoạm nha. Ngoạm này có mã là N42. Ai thích ngoạm này thì comment dùm cho em là N42 cộng màu cùng số điện thoại thì em sẽ lên đơn nha. Các em đang cầm đây là màu nâu sô cô la, còn có nâu vàng với lại màu đen nữa. Thì các chị yêu mình tóc màu gì thì comment dùm cho em đúng màu đó nha. Đó, hàng nhà em là hàng bao chất lượng luôn, cho nên em cam kết với các chị là nhận hàng như thế nào thì mình nhận hàng y như vậy dùm cho em. Nhận hàng kiểm tra hàng trước khi thanh toán luôn nha. Rồi, mẫu này là một cái mẫu ngoạm dài siêu sang chảnh luôn nha. Trời ơi, ai mà thích mẫu ngoạm dài thì đừng có bỏ, thích tóc dài á thì đừng có bỏ qua cái ngoạm này. Ngoạm này có mã là N46 nha, chiều dài tầm 60 cm. Chiều dài tầm 60 cm. Các em đang xài đây là màu nâu vàng nha. Các em đang xài đây là màu nâu vàng, còn có nâu sô cô la với lại màu đen nữa. Đó, chị yêu nào mà thích tóc dài á, kiểu như lỡ cắt tóc rồi mà tiếc tóc dài thì xài cái này nha. Trời ơi, nè mấy chị thấy cái độ xoăn của nó không nha. Và em đảm bảo một điều rằng tóc nhà em là được uống với một nhiệt độ cao, cho nên á là nó sẽ xoăn hoài như thế này luôn. Mấy chị về xài xài bao nhiêu lần em không biết, xài nhiều lần lắm hoặc là mình gội chải ra nó sẽ vẫn giữ được nguyên cái độ xoăn này luôn nha, không bị mất độ xoăn, em đảm bảo với mấy chị yêu luôn nha. Đó, chải bình thường luôn, mấy chị thấy không, em chải bình thường những tóc thiệt của mình luôn, xài xài bảo quản vệ sinh chăm sóc y như là trang tóc thiệt của mình luôn. Tóc thiệt mình xài như thế nào thì tóc giả nhà em xài y vậy dùm cho em nha. Đó, bên trong nó sẽ có một cái ngoạm dày bao chắc chắn cho các chị yêu luôn, còn chỉ cần cột tóc thiệt lên vòi ngoạm, tóc ngoạm lên là mình đã có được một bộ tóc dài nha, một bộ tóc siêu dài luôn và siêu sang chảnh. Ai thích tóc dài thì đừng bỏ qua bộ này, mà bộ này nhà em có mã là N46 nha. Bộ này nhà em có mã là N46. Ai thích bộ này thì hãy comment dùm cho em là N46 cộng màu cộng với số điện thoại thì nhà em sẽ lên đơn cho mình nha. Quá đẹp luôn, mấy chị yêu thấy không? Trời ơi, tóc vừa nhiều vừa dài luôn, tóc vừa nhiều vừa dài mà rất là sang chảnh luôn nha. Đó, đi chơi đi tiệc mình chỉ cần tốn khoảng chừng 1 phút thôi là mình đã có một cái kiểu tóc rất là đẹp luôn rồi, không có cần phải ngồi uống giả này vừa sợ bị phỏng tay, hoặc là mình đi uống tóc thiệt. Nếu mà mình uống tóc thiệt ở ngoài thì tối giờ mình cũng phải quấn lô, rất là mất thời gian luôn, mất thời gian ở tiệm và mất thời gian vào mỗi buổi tối luôn nha. Rồi mình cũng phải dưỡng với tóc tóc thiệt của mình nữa. Đó, tóc giả nhà em không cần phải làm gì hết, mà chỉ khi mình xài về xong mình xịt dưỡng chải bỏ vô lưới trùm bảo quản, khi nào xài tiếp thì mình mở ra xài. Quá xá rẻ luôn và đặc biệt là đỡ tốn thời gian rất là nhiều cho chị em mình luôn nha. 150 cho một cái ngoạm rất đẹp luôn. Mã của bộ này có mã là N46 nha. Bộ này có mã là N46, có 3 màu. Các em đang cầm là màu nâu vàng, còn có nâu sô cô la với lại màu đen nữa nha. Rồi, đây sẽ là một bộ ngoạm xoăn luôn nha. Bộ này ngoạm xoăn nhưng mà nó xoăn lửng tầm 50 cm thôi, ngắn hơn bộ lúc nãy là tầm 10 phân nha. Đó, rất là đẹp. Gọi chải bình thường y chang tóc thiệt của mình luôn. Tóc thiệt xài như thế nào thì tóc giả nhà em xài y vậy luôn đó. Ai mà thích xoăn xoăn lùng lùng xoăn 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 nhiều như thế này nè, đó thì đừng bỏ qua bộ này. Bộ này dài tầm 50 cm nha, ngoạm nhà em có rất là nhiều chiều dài luôn. Các chị nào thích á thì nó sẽ có ngoạm ngắn là tầm 25 cm nè, 35 cm, 40 cm, 45 cm, 50 cm đều có hết nha, và 60 cm cũng có luôn. Đó là về các ngoạm xoăn, còn ngoạm thẳng thì nhà em dài khoảng chừng 55 cm nha mấy chị ơi, vô cùng sang chảnh luôn. Với cái chiều dài đó thì ai cũng có thể sử dụng được, người cao người thấp ai cũng có thể sử dụng được hết luôn nha. Trời ơi, vừa dễ sử dụng thấy sang lắm luôn ạ.
Mẫu này vô cùng sang luôn nha. Người lớn tuổi xài cũng được, trên 50 tuổi, trên từ 50 đến 55, 58 là xài cái ngoặng này cũng rất là ok luôn nha. Nhìn mình trẻ trung và rất là sang chảnh luôn. Đó, ngoặng này nhà Trang có mã là N44 nha. Ngoặng này có mã là N44. Ai thích ngoặng này thì comment giùm cho em là N44 cộng màu cộng số điện thoại. Thì em sẽ lên đơn cho mình nha. Rồi ai muốn thử hàng trực tiếp tại shop thì hãy đến 23 Bạch Đằng, phường Phú Cường, thủ dầu một luôn nha. Em bên em có nhận hàng ship code luôn, nhận hàng kiểm tra hàng trước khi thanh toán nên mấy chị yên tâm nha. Rất là sang chảnh luôn đúng không ạ? Ngoạm này có chiều dài tầm 50 cm. Các chị yêu nào tóc ngắn á, tóc tóc ngắn tóc thưa đó, hoặc là mình muốn tiết kiệm thời gian của mình, muốn được đẹp hơn, muốn tóc mình nhiều hơn, trở nên đẹp hơn, tự tin hơn thì nên sử dụng, nên mua cái này. Em đảm bảo với chị luôn, mua một cái này xong sẽ inbox mua cho em thêm một mà hai ba kiểu khác nữa, một kiểu xoăn ngắn, một kiểu dài nữa, rất là đẹp luôn. Bởi vì nó rất là tiện dụng cho mấy chị em luôn, đỡ tốn thời gian nè, đỡ tốn tiền mà không bị hư tóc thiệt luôn, đỡ tốn thời gian không tốn tiền mà không bị hư tóc thiệt nữa. Rồi ai thích mẫu này thì comment giùm cho em là N44 cộng màu cộng với số điện thoại nha, thì em sẽ lên đơn cho mình. Còn bây giờ tiếp theo em sẽ lên một cái nguyên đầu nha. Bây giờ em sẽ lên tóc mẫu nguyên đầu cho mấy chị coi nha. Khi mua tóc nguyên đầu nhà em, mình sẽ được tặng kèm một cái lưới trùm y chang vậy nha. Rồi, đội lưới lên thì mấy chị em lưu ý giùm cho em là cái phần chung lưới dày thì nó sẽ nằm ở trên trán của mình nha. Còn cái phần chung chung lưới mỏng thì nó nằm ở phía sau, mình chỉ cần trùm hết tóc thiệt của mình rồi cột nó lại là xong nha. Rồi, em sẽ lên một cái mẫu đầu tiên, một cái mẫu xoăn lửng vừa dài tầm 45 cm, có mã là 8170 nha. Cái em đang cầm đây là màu nâu sô cô la. Với cái độ dài vừa phải như thế này thì nhà em bán hàng cái mẫu này rất là chuộng luôn, rất là đắt hàng cái mẫu này nha. Đó, ai xài cũng được hết, người trẻ như mình nè xài cũng được, xài hàng ngày cũng được luôn nha. Mẫu này đi làm đi chơi gì xài cũng được, bởi vì nó rất là tiện luôn nè. Đó, nó chỉ dài trên trên ngực của mình một xíu nha, nó dài tầm 45 cm thôi à. Cái em đang sử dụng đây là màu nâu sô cô la nha, ngoài ra còn có nâu vàng với lại màu đen nữa, thì ai thích màu nào thì comment giùm cho em màu đó. Đó, đây là màu nâu sô cô la nha. Màu sáng hơn sẽ là màu nâu vàng. Bộ này hôm nay em sale trên livestream là chỉ có 250.000 và sẽ được tặng kèm một cái lưới chùm tóc thiệt luôn nha mấy chị ơi. 250.000 cho một bộ tóc. Trời ơi, giờ mình ra tiệm nha. Mấy chị ra tiệm mà vừa nhuộm tóc nè, vừa nhuộm tóc, vừa uống tóc phải mất là phải 4-5 tiếng đồng hồ, và phải mất khoảng chừng 700-800 ngàn tiền làm tóc nữa, vừa mất thời gian vừa mất tiền luôn. Nhưng mà khi các chị đặt hàng trên livestream này ngày hôm nay của em, bộ này chỉ có 250.000 thôi à. Các chị muốn màu nào có màu đó nha, màu nâu sô cô la cũng có, màu nâu vàng và màu đen, thích màu gì thì nhà em có màu đó cho mấy chị yêu nha. Hôm nay em sale trên đây chỉ có 250.000 thôi à. Mỗi lần đi chơi đi tiệc mình chỉ cần tốn cỡ 2 phút mình để trùm tóc thật rồi đổi tóc giả này lên là xong, rất là nhanh luôn nha. Đi chơi đi tiệc gì mình chỉ cần trùm tóc giả rồi tô son lên thôi là bao đẹp luôn mấy chị yêu luôn. Đó, chắc tóc bóng mượt y chang là tóc thật luôn nha. Bên trên nó có rãnh da đầu này mấy chị thấy không, cái rãnh da đầu của tóc nhà em nè y như rãnh da đầu của tóc thiệt luôn, đội vào không có bị sợ bị lộ luôn nha, rất là đẹp luôn. Ai thích mẫu này thì comment giùm cho em là 8170 cộng màu cộng với số điện thoại thì nhà em sẽ lên đơn cho mình nha, với giá là 250.000 thôi ạ. Nhận hàng kiểm tra hàng trước khi thanh toán luôn nha, quá xá đẹp luôn à. Mẫu này nhà em bán không biết bao nhiêu cái mà nói luôn á, bởi vì nó cái độ dài của nó như thế này nè, chị thấy không, mình đi chơi đi tiệc hay đi làm đâu cũng rất là tiện lợi luôn, nó vừa phải không có bị lố lăng nè, mà cực kỳ trẻ trung nữa. Đó, đó, ai thích á, ai thích máy thưa như vậy thì mình xài máy thưa cũng được nha. Còn ví dụ như mình không thích máy thưa thì mình có thể hắt xéo giùm cho em,
hắt xéo mái luôn nha, xài máy xéo cũng được nha. Rồi mình muốn vén tay, muốn vén tai vén tóc thì cũng được nè. Đó, xài tạo kiểu như là tóc thiệt của mình luôn nha. Xinh xắn lắm nha. Ai thích mẫu này thì comment dùm cho em là 8170 cộng màu cộng với số điện thoại thì em sẽ lên đơn cho mấy chị nha. 8170 cộng màu cộng với số điện thoại thì em sẽ lên đơn cho mình ạ. Rồi tiếp theo em sẽ lên cho mình dài nhé. Mã là 8136, có chiều dài tầm 65cm nha mấy chị ơi. 8136 có chiều dài tầm 60cm. Cái em đang cầm đây là màu nâu vàng nha. Thì tóc bộ nhà em bộ nào cũng sẽ có đủ 3 màu cho các chị em lựa chọn luôn. Cái này là màu nâu vàng nha. Ngoài ra còn có nâu sô-cô-la với là màu đen nữa. Thì tối ai không thích màu sáng màu vàng này á thì mình có thể chọn màu tối hơn là màu nâu sô-cô-la hoặc là màu đen nha. Bộ này lên nhìn vô cùng đáng yêu luôn nhớ chị ơi. Rồi, màu nâu vàng á cho nên là nhìn rất là sáng da luôn. Lên cái là nhìn thấy da mình trắng hơn nhiều luôn nha. Đó. Lên là nhìn thấy da mình trắng lên nè. Ai thích mẫu dài này á thì comment dùm cho em là 8136 cộng màu cộng với số điện thoại thì em sẽ lên đơn cho mình nha. Mẫu này nhà em có mã là 8136, cái em đang xài đây là màu nâu vàng nha. Ngoài ra còn có nâu sô cô la và màu đen nữa. Ai thích mẫu này thì comment dùm cho em là 8136 cộng màu cộng với số điện thoại thì em sẽ lên đơn nha. Thì mình có thể hắt thành máy xéo luôn cho em được nè. Đó, mình có thể vén tay nha, gọi chải bình thường như là tóc thiệt của mình luôn. Tóc thiệt của mình xài như thế nào thì tóc giả nhà em xài y vậy luôn nha mấy chị ơi. Trời ơi, rất là rẻ luôn. Hôm nay trên live stream này chỉ có 250.000 thôi à. 250.000 một bộ tóc như thế này và sẽ được tặng kèm một cái lưới chùm đầu luôn nha. Trời ơi, không phải nói nhiều với bộ này luôn, bởi vì nó quá xuất sắc luôn. Chiều dài của nó tầm 65cm nha. Chiều dài là dài tầm 65cm, có 3 màu, các em đang sử dụng đây là nâu vàng, ngoài ra còn có nâu sô-cô-la với màu đen nữa nha. Ai thích bộ này thì hãy nhanh tay comment dùm cho em là 8136 nha, cộng màu cộng số thì em sẽ lên đơn cho mình à. Đó, nhận hàng kiểm tra hàng trước khi thanh toán luôn đó mấy chị em yên tâm. Hàng như thế nào, hàng trên livestream là như thế nào, các chị sẽ nhận hàng được y như vậy luôn à. Mấy chị ơi, lưu ý nhớ dùm em là tóc nhà em khi mà gửi đơn tới thì nó sẽ là tóc giả Trương Ngọc Trang nha. Mấy chị em nhớ là tóc giả Trương Ngọc Trang thì hãy nhận nha. Đó, nhận hàng kiểm tra hàng trước khi thanh toán luôn. Em dùm cho em là 8136 cộng màu cộng số điện thoại thì em sẽ lên đơn cho mấy chị nha. Rồi bây giờ em sẽ lên tiếp một cái bộ tiếp theo nha. Đây là một mẫu cúp ngắn nhà em nha. Một cái mẫu cúp ngắn, cúp ngang cằm luôn à. Mẫu này nhà em có mã là 3030. Cái em đang cầm là màu nâu đen nha. Mấy chị nhìn bên trong của cái tóc nhà em đây ạ. Đó, bên trong nó được đan hình lưới như thế này nha. Rất là thông thoáng, mình có thể chọt tay ra ngoài luôn. Nên các chị đội tóc giả nhà em không có sợ bị hầm, bị bí gì hết nha. Xài cả ngày cũng không sao hết luôn nè. Bên trong nó sẽ có hai cái móc gài như thế này. Đây một cái nha. Rồi, đây sẽ là một cái nữa. Cài vô như thế này nha. Dành các chị em nào đầu to thì mình có thể cài nút quay bìa, còn đầu nhỏ thì mình có thể cài dần dần trong ở trong cái mức ở trong cho nó ôm sát cái vòng đầu của mình luôn, không bao giờ sợi rớt nha. Đó, rất là dễ xài. Rồi, khi các chị em xài mình chỉ cần lật cái máy này lên. Đổi tóc giả lên là xong nha. Mẫu này nhà em có mã là 3030. Quá xá đẹp luôn. 3030 nha. Ai thích mẫu này thì comment dùm cho em là 3030 cộng màu cộng số điện thoại sẽ lên. Đó, mấy chị thấy không?
Đó, rất là thứ nhất là rất là dễ xài, rất là dễ đội luôn, và cái bộ này nhìn rất là trẻ trung luôn nha. Đội cái bộ này lên em thấy mình hả, trẻ lên 5 tuổi 6 tuổi luôn nha, quá xá đẹp luôn. Bộ này hôm nay em sale trên livestream chỉ có 250.000 thôi à, 250.000 trên một bộ tóc này nha. Khi các chị em đặt hàng bên khi các chị em đặt hàng tóc bộ bên nhà em á thì sẽ được tặng kèm một cái lưới trùm nữa nha, một cái lưới đó, mình sẽ được tặng kèm một cái lưới nha. Ai 3030 cộng màu cộng với số điện thoại thì em sẽ lên đơn nha. Như cái em đang xài đây là màu nâu đen à, mấy chị thấy em nó cánh ánh là một xíu màu vàng nha, đó là màu nâu đen. Rồi ai thích màu sô cô la thì hãy comment dùm cho em là 30 sô cô la cộng màu cộng với số điện thoại nha. Ngoài ra còn có đen và cả nâu vàng nữa à. Ai thích màu nào thì comment dùm cho em là 3030 cộng màu cộng với số điện thoại thì nhà em sẽ lên đơn cho mình nha. Chị thấy không, chất tóc rất là bóng mượt y chang tóc thiệt của mình luôn. Bên trên nó có một cái rãnh da đầu nè, đây nè, một cái rãnh da đầu này y như là rãnh da đầu của tóc thiệt mình luôn nha. Đó, đội lên mình không có sợ bị lộ luôn, rất là đẹp luôn. Ai thích mẫu này thì comment dùm cho em là 3030 cộng màu cộng với số điện thoại là nhà em sẽ lên đơn nha. Mua trên livestream này hôm nay nhà em sale chỉ còn có 250 một bộ này thôi. Khi mua tóc này sẽ được tặng kèm một cái lưới chùm đầu nữa à. Mua hàng nhận hàng kiểm tra hàng rồi mới thanh toán nha. Mẫu này nhà em có 4 màu nha, các em đang xài đây là màu nâu đen, và có màu đen, màu nâu sô cô la và màu sáng hơn sẽ là màu nâu vàng. Ở các chị em nào thích mẫu nào, màu nào thì mình comment dùm cho em là 3030 cộng màu cộng với số điện thoại thì em sẽ lên đơn cho mình nha. Đó mấy chị coi phía sau nè, cắt tóc ôm cúp cho bôi vô đầu mình rất là đẹp luôn nha. Đó nhìn y chang là tóc thiệt của mình luôn. Ở hôm nay em sale trên livestream này chỉ có 250.000 thôi nha. Đó chị em nào mà tóc đang dài nhưng mà muốn thử một lần cái tóc ngắn á nhưng mà vẫn chưa can đảm cắt thử thì hãy nhanh tay đặt ngay cái bộ này là về mình xem mình có hợp hay không nè, có hợp hay không, có đẹp hay không. Đó là cái bộ này đang bán rất là chạy rồi, dùm vì các chị em là rất là thích cắt tóc ngắn luôn nhưng mà không dám cắt bởi vì sợ tiếc cái tóc dài của mình, và cắt rồi á mình khi mà mình dưỡng lại á thì nó sẽ mất một cái thời gian rất là lâu luôn, 1-2 năm thì nó mới dài lại. Đó, ai thích cắt tóc ngắn thì nên suy nghĩ lại và nên mua một bộ tóc giả này của nhà Trang nha. 3030. Đó, thích màu gì có màu đó luôn, đen, nâu sô cô la với nâu vàng. Ai thích mẫu này thì comment dùm cho em là 3030 nha. Cộng màu cộng với số điện thoại thì em sẽ lên đơn cho mình ạ. Rồi, bây giờ em sẽ lên cho mình một cái bộ tóc nguyên đầu thẳng nha. Một cái nguyên đầu thẳng, bộ này bao sang chảnh luôn nha. Các hot girl đặt hàng bộ này nhà em rất là nhiều luôn ạ. Chất tóc mềm mượt bóng mượt và rờ lên mình có thể nghe nó mát luôn nha. Trời ơi, tóc này nhà em được làm bằng sợi tơ nhân tạo cao cấp nên mấy chị có thể duỗi thẳng ra cũng được nha, muốn bấm xù cũng được luôn ạ. Đâu rồi đó, muốn bấm xù cũng bấm xù được luôn nha. Đó, mình muốn uốn xoăn thì mình có thể uốn xoăn đuôi luôn, tạo kiểu y chang tóc thiệt của mình luôn. Các em đang xài đây là màu nâu vàng, còn bộ này nhà em có mã là 7007 nha. Rồi, bộ này nhà em có mã là 7007, quá xinh luôn à. Rồi, bộ tóc này lên nhìn mình khác hẳn luôn nha. Trời ơi xinh lắm nha. Bộ này nhà em có mã là 7007. Ai thích bộ này thì comment dùm cho em là 7007 nha. Cộng màu cộng với số điện thoại. Bộ này nhà em có 3 màu, các em đang xài đây là màu nâu vàng nha. Có nâu sô cô la với lại màu đen nữa. Có nâu sô cô la với lại màu đen nữa nha. Ai thích bộ này thì comment dùm cho em là 7007 cộng màu cộng với số điện thoại thì em sẽ lên đơn cho mình nè. Đó, rất là chất tóc này mấy chị thấy không? Bóng mượt luôn nha, rất là bóng mượt. Đó. Trời ơi, chất tóc rồi giờ là bao mát luôn. Biết khi nào mình mới có thể để dây tóc dài như thế này luôn nha. Muốn để tóc dài này á thì phải chắc phải 3 năm mới được như thế này luôn. Trời ơi, làm gì mà có được tóc này. Các chị đi nối tóc nó cũng không có được bóng mượt như thế này luôn, em đảm bảo với mấy chị luôn nha. Hàng hôm nay em sale trên livestream mà chỉ có 250.000 thôi à. 250.000 và được tặng kèm một cái lưới chùm tóc thiệt của mình luôn nha. Ai thích bộ này thì comment dùm cho em là 7007 cộng màu cộng với số điện thoại thì em sẽ lên đơn cho mình nè. Các chị yên tâm nha, hàng nhà em là hàng tóc giả cao cấp,
hàng trên livestream như thế nào thì mình nhận hàng y như vậy luôn đó. Nhận hàng rồi kiểm tra hàng trước khi thanh toán nha, em đảm bảo cho mấy chị luôn, hàng bao đẹp luôn nha.